Jack có vi phạm bản quyền việc sử dụng hình ảnh của Messi trong MV mới. Jack là cái tên sáng nhất mạng xã hội những ngày qua vì lùm xùm liên quan đến việc sử dụng hình ảnh danh thủ Messi trong MV mới nhất của mình. Câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề liệu Jack có vi phạm bản quyền việc sử dụng hình ảnh danh thủ thế giới Messi trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình từ nơi tôi sinh ra, thì nay câu hỏi này đã dần có đáp án. Theo đó, những người đi chung chuyến với Jack đến Pháp để được gặp Messi gồm doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường và Nguyễn Quốc Anh đồng loạt lên tiếng, điều khiến cho doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường phải lên tiếng vì những thông tin Jack đã chi đậm 60 tỷ đồng để được gặp Messi lan truyền cõi mạng. Theo đó, vị doanh nhân này khẳng định không có chuyện chi tiền để được gặp Messi. Và thực tế, đây là chuyện không bao giờ có, đồng thời yêu cầu Jack phải lên tiếng đính chính thông tin. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất của người đi cùng chuyến với doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường và Jack là Nguyễn Quốc Anh tiết lộ, những hình ảnh Messi trong MV từ nơi tôi sinh ra của Jack hoàn toàn vi phạm vấn đề bản quyền. Cụ thể, người này tiết lộ, Jack và phía các doanh nhân đã thỏa thuận với nhau từ đầu, chỉ sử dụng các hình ảnh, video của buổi gặp gỡ Messi với mục đích đăng tải Facebook, lưu kỷ niệm. Người này cũng chỉ ra việc Jack đưa các hình ảnh, video với Messi vào MV là hoàn toàn chưa xin phép. Bài viết nhấn mạnh, Messi khi ấy hoàn toàn không biết Jack là ai. Người này cũng yêu cầu Jack phải lên tiếng đính chính, xóa MV hoặc xóa những cảnh có Messi. Khi phát hành từ nơi tôi sinh ra, khán giả hy vọng Jack sẽ trở lại được thời Hoàng Kim, tức là thời điểm anh chưa dính scandal tình ái. Hy vọng này không đến từ sản phẩm, mà chủ yếu vì thông tin MV duy nhất trên thế giới có Messi đóng. Mọi người, đặc biệt là người yêu bóng đá, đã háo hức và mừng cho Jack. Dù từ khi nơi tôi sinh ra khiến khán giả ít nhiều thất vọng vì hình ảnh của Messi xuất hiện chưa đến 30 giây, nhưng được đánh giá là gánh cả MV. Thế nhưng câu chuyện khi được lật bài ngửa lại cho thấy một Jack khó cảm thông và khó mà chấp nhận được vì cái thói khôn lỏi khôn vặt của mình. Những gì khán giả nhận được chính là cách tung hỏa mù truyền thông như thường thấy. Đây cũng là chiêu trò quảng bá thường được áp dụng ở showbiz Việt. Thế nhưng, Jack đang ở một trường hợp rất đặc biệt. Cậu ấy từng vướng scandal và đang nỗ lực trở lại. Vậy thì không có giải pháp nào tốt hơn là thành thật và chân thành. Nhưng Jack vẫn cứ giữ khư khư cái hào quang ảo của mình như trước. Vẫn có vệ sĩ, thậm chí là vệ sĩ nước ngoài, bao quanh đời trở che như siêu sao thế giới, dù sự kiện xuất hiện chỉ là gặp gỡ truyền thông. Vẫn im thin thít để mặc những hiểu lầm xôn xao cõi mạng. Vẫn dùng cách dọa dẫm bằng thông tin pháp lý thay vì chân thành nói lời xin lỗi và sửa sai. Và dùng cách không kinh doanh thương mại sản phẩm để hợp thức hóa hành vi sử dụng hình ảnh chưa xin phép của mình. Tin tức trên đã khép lại bản tin của ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàn Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!